Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 5 tháng 12 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 29 người, bị thương 20 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.898 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Bất chấp nguy hiểm, một xe khách loại lớn đã chạy ngược chiều trên đường vành D3 trên cao, đoạn gần nút giao thông Pháp Vân Cầu Rẽ, Hà Nội, khiến nhiều tài xế ô tô bất bình. Toàn bộ sự việc trên được một lái xe bên làn đường ngược chiều ghi lại và được đăng tải lên mạng xã hội Facebook ngày hôm nay, mùng 5 tháng 12. Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 14, phòng PC67 Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ xác minh vụ việc và xử lý nghiêm đối với xe khách chạy ngược chiều. Sáng nay mùng 5 tháng 12 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Vietnam Airlines tổ chức lễ đón hành khách thứ 200 triệu, đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử 22 năm kể từ khi thành lập. Trong giai đoạn 1995 đến 2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã thực hiện trên 1,6 triệu chuyến bay quốc tế và nội địa, tuyệt đối an toàn, vận chuyển 200 triệu lượt hành khách, tăng trưởng bình quân 11% một năm. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Vietnam Airlines chính thức khởi động hành trình yêu thương, một trong những hoạt động vì cộng đồng nhằm tìm kiếm những dự án cải thiện cuộc sống, giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch của công ty trách nhiệm hữu hạn Nissan Việt Nam về việc triệu hồi 3.073 xe ô tô bán tải pick-up cabin kép thuộc nhãn hiệu Nissan kiểu loại Navara LE và Navara XE được sản xuất trong thời gian từ 20 tháng 9 năm 2010 đến mùng 1 tháng 12 năm 2014 tại Thái Lan. Các xe này được triệu hồi do bị lỗi bộ thổi túi khí phía trước bên phía ghế hành khách, nguyên nhân được cho là túi khí ở vị trí bên trên sau thời gian tiếp xúc lâu dài với môi trường có độ ẩm và nhiệt độ cao, bộ thổi túi khí có thể bị hơi ẩm xâm nhập nên có thể hoạt động không bình thường theo thiết kế. Nissan Việt Nam sẽ bắt đầu triệu hồi, kiểm tra khắc phục miễn phí lỗi của các xe bị lỗi trong thời gian từ 20 tháng 12 năm 2017 đến 20 tháng 12 năm 2018. Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, do chưa có ý kiến từ Bộ Tài chính nên chưa thông qua tờ trình về quy định chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở các đường bay mới đi và đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đưa ra trước đó. Theo đề xuất, trường hợp hạch toán đường bay mở mới bị lỗ trên 5 tỷ đồng, thành phố Cần Thơ sẽ hỗ trợ cho các hãng hàng không với mức tối đa không quá 5 tỷ đồng. Từ năm 2013 đến nay, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương đã xúc tiến mở các đường bay mới đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Tuy nhiên, đến nay các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific chưa thể mở thêm các đường bay mới đến cảng hàng không này do trong năm đầu khai thác, khả năng lỗ về tài chính là rất lớn. Tại Bình Dương, hai xe tải băng qua giao lộ thì xảy ra va chạm, khiến một xe bay lên giải phân cách rồi lật ngang. Bốn người ngồi trên hai xe mắc kẹt trong cabin, người dân phải phá cửa giải cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay ngày 5 tháng 12 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 61C06233 lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ Bình Dương về Đồng Nai. Khi xe lưu thông đến ngã tư giao nhau với đường Thủ Khoa Huân, thì lúc này xe tải mang biển kiểm soát 51C63705 chạy trên đường Thủ Khoa Huân cũng đang băng qua giao lộ, khiến hai phương tiện xảy ra va chạm. Sau va chạm, xe tải biển số Thành phố Hồ Chí Minh bị hút văng lên giải phân cách rồi lật ngang. Bốn người ngồi gồm là hai tài xế và hai phụ xe bị mắc kẹt trong cabin, được người dân nhanh chóng giải cứu, đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương nhẹ. Tại hiện trường, một xe tải bị lật ngang nằm trên giải phân cách, trụ đèn chiếu sáng và biển báo giao thông bị húc đổ, hai xe hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm công nhân đi làm, khiến giao thông qua khu vực kẹt cứng kéo dài. Cho rằng cần tăng nguồn thu để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải thành phố cho rằng cần tăng mức phạt giao thông lên gấp đôi so với hiện nay. Lý giải cho ý kiến trên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bùi Xuân Cường cho biết, nhu cầu thực tế trong lĩnh vực giao thông giai đoạn 2016-2020 là khoảng 500.000 tỷ đồng. Sau khi thành phố tính toán thì có thể cân đối được 122.000 tỷ đồng, mới chỉ đáp ứng 1/4 nhu cầu thực tế. Theo vị đại diện này, bên cạnh chính sách bán đất công, thành phố có thể tăng nguồn thu bằng cách xem xét tăng mức phạt vi phạm giao thông ở khu vực nội thành lên gấp đôi so với hiện nay.
Điều này đã cho phép trong luật xử phạt hành chính và không cần phải áp dụng cơ chế đặc thù, thành phố vẫn có thể quyết định. Sở Giao thông Vận tải đã có dự thảo văn bản và Ủy ban Nhân dân thành phố đang giao Sở Tư pháp và Công an thành phố góp ý. Giá xăng ngày 5 tháng 12 được Liên Bộ Công Thương Tài chính giữ nguyên, không có thay đổi nhờ xả mạnh quỹ bình ổn giá. Quyết định này đã chính thức đảo chiều xu hướng tăng giá xăng liên tục trong thời gian qua. Cụ thể, với xăng RON 92 và xăng sinh học E5, giá được giữ nguyên. Xăng RON 92 tối đa không cao hơn 18.580 đồng một lít. Dầu diesel 0,05S tăng 150 đồng một lít. Giá bán lẻ không cao hơn 15.169 đồng một lít. Dầu hỏa giá bán không cao hơn 13.617 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S giá bán tối đa 12.382 đồng một kg. Theo Liên Bộ Công Thương Tài chính, mức giá cơ sở trên áp dụng tại thời điểm 15 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2017. Các doanh nghiệp, thương nhân, đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định điều chỉnh giá bán phải phù hợp với quy định. Được biết, từ đầu năm đến nay, giá bán lẻ xăng trong nước đã trải qua 22 kỳ điều chỉnh, trong đó có 12 kỳ tăng giá và 9 kỳ giảm giá. Liên quan đến việc rà soát xử lý trật tự lòng đường vỉa hè trên địa bàn các quận huyện thành phố Hà Nội, sáng nay qua kiểm tra của lực lượng liên ngành thanh tra giao thông và công an thành phố, nhiều bãi đỗ xe dù có phép song vẫn bị xử lý nghiêm do để xe đỗ tràn lan, ghi nhận của phóng viên Giao thông An toàn. Bãi gửi xe 194 Trần Quang Khải là điểm trông giữ xe phục vụ cán bộ, người dân tại tòa nhà cao tầng đối diện. Diện tích được cho phép trông giữ của bãi này chỉ gói gọn trong khu vực kẻ vạch. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện nhiều ô tô tràn ra ngoài lòng đường. Bãi xe em nhìn cái quang cảnh nó rất là chật chội, chứ nó cũng không gì về tạo điều kiện cho khách vào giao dịch cuối năm này nó rất là đông. Thế nên là mình cũng vận dụng và tạo điều kiện làm sao vẫn đảm bảo được giao thông, thứ đi lại nó không bị ách tắc. Hiện tại là bãi trông giữ này đã vi phạm cái phần diện tích là quá cái phần diện tích mà được cấp phép. Cơ quan chức năng người ta cấp phép với cái diện tích là của 4 cái phương tiện này đã đỗ ngoài cái chỉ giới để gây mất trật tự an toàn giao thông. Tình trạng các điểm đỗ dù được cấp phép trông giữ xe trên vỉa hè, lòng đường, song vẫn vi phạm tràn ra ngoài diện tích cho phép diễn ra rất phổ biến, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Trên thực tế thì tất cả các bãi giữ xe thì vì mật độ lưu lượng các phương tiện nó rất là đông, với một cái mật độ rất lớn như vậy thì tất cả những bãi giữ xe thì khi cơ quan chức năng người ta đi kiểm tra thì có thể lúc đó người ta sẽ chống đối, người ta sẽ chấp hành. Nhưng khi sau không có cơ quan chức năng, tại vì lực lượng rất mỏng, còn nhiều việc khác thì khi kiểm tra thì đôi khi có những cái bãi trông giữ xe người ta vẫn đã cố tình vi phạm. Không chỉ thế, tại nhiều tuyến đường, tình trạng đỗ xe trái nơi quy định diễn ra phổ biến. Lực lượng liên ngành đã lập biên bản xử phạt nghiêm các chủ xe vi phạm. Theo thống kê, chỉ sau một ngày ra quân đã xử lý 11 trường hợp với tổng số tiền phạt là 14.600.000 đồng. Trong đó, chủ yếu là lỗi dừng đỗ sai quy định, lỗi chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi đỗ xe. Được biết, từ nay đến hết ngày 3 tháng 3 năm 2018, lực lượng liên ngành sẽ tiếp tục kiểm tra, xử phạt nghiêm minh các trường hợp gây mất trật tự đô thị nhằm giữ đường thông, hè thoáng, đảm bảo giao thông và mỹ quan đô thị. Ăn cắp thiết bị chiếu sáng, bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào, lên đường bắt xe, xe khách đua tốc độ, dừng đỗ, đón trả khách trên đường. Hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình.
28 trạm thu phí BOT trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, bắt buộc phải thông tuyến thu phí tự động trong năm 2017. Vậy việc triển khai đang được thực hiện như thế nào khi thời gian hoàn thành chỉ còn khoảng hơn 20 ngày? Liên quan tới câu chuyện này thì phóng viên Giao thông An toàn đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC. Thưa ông, theo cái lộ trình mà Bộ Giao thông Vận tải cũng như Thủ tướng Chính phủ đề ra, đó là trong năm 2017 thì các cái trạm BOT trên tuyến quốc lộ 1 cũng như là đường Hồ Chí Minh là sẽ thông tuyến toàn bộ thu phí tự động. Vậy ông có thể cho biết là đến thời điểm này thì cái kế hoạch đặt ra đã thực hiện được chưa? Là đang dồn nguồn lực tối đa cho một mục tiêu duy nhất, đó là thông tuyến. Hơn 600 cán bộ là tập trung giải ra các trạm. Và chúng tôi sẽ tập trung là trong tháng 12 đưa khai thác của dịch vụ online là trạm Đồng Nai, bến Thủy 1, bến Thủy 2 và phấn đấu tiếp là trạm Đông Hà và Quảng Trị để đảm bảo mục tiêu thông tuyến. Tính đến thời điểm này chỉ còn khoảng 30 ngày nữa là kết thúc cái việc triển khai cái hoạt động thu phí tự động không dừng trên cái tuyến quốc lộ 1 cũng như là đường Hồ Chí Minh. Vậy ông có thể cho biết là đến thời điểm này còn những cái khó khăn và cái vướng mắc gì ạ? Thì trong quá trình triển khai nó cũng còn một số những vướng mắc đầu tiên đó là từ phía chủ đầu tư, họ cũng còn đang có cái sự cân nhắc e dè và họ chưa sẵn sàng đối với cái công nghệ mới này. Vướng mắc thứ hai nữa là ở mặt xã hội thì người dân thì họ cũng còn đang, một số người dân còn chưa sử dụng, vì vậy cho nên là họ cũng đang chờ là phải có kết quả thông tuyến thì họ mới chuyển từ tiền mặt sang phi tiền mặt. Trong cái lộ trình đề ra của Bộ Giao thông Vận tải cũng như là Thủ tướng Chính phủ, đó là trong năm 2019 sẽ là kết thúc cái việc là hoàn thiện triển khai cái thu phí tự động tại tất cả các cái trạm BOT trên toàn quốc. Vậy ông có thể cho biết tính khả thi của vấn đề này? Tôi đánh giá cái tính khả thi rất là cao vì mấy lý do sau đây. Thứ nhất là chúng ta đang có sự ủng hộ chính trị rất lớn từ cơ quan quản lý nhà nước, từ Bộ Giao thông, từ Tổng cục Đường bộ và các cơ quan quản lý khác. Thứ hai nữa là vấn đề đưa công nghệ thanh toán điện tử vào giao thông là một xu thế tất yếu và thế giới họ đã làm rất lâu rồi, Việt Nam chúng ta cũng là chậm hơn. Cái thứ ba nữa, xã hội bây giờ cũng đã chấp nhận cái phương thanh toán điện tử ở các lĩnh vực khác rồi, giao thông chúng ta cũng đang đi sau một bước, cho nên 2019 là cái lộ trình tôi đánh giá là khả thi. Xin cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với kênh truyền hình VTC14. Bản tin Giao thông An toàn ngày 5 tháng 12 của VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. We'll be right back.